Mọi người, mình giới thiệu đây mọi người, đây là rau dấp cá. Đó, rau dấp cá. Một loại rau mà ăn nó hơi vị tanh tanh. Đó. Nhưng mà ăn quen thì rất là ngon đúng không? Đây là rau cá tươi. Đó, nguyên cây này. Chức năng của rau dấp cá thì một loại cây có tác dụng ăn sống, còn có nhiều tác dụng như kháng khuẩn này, tiêu diệt ký sinh trùng, chống ung thư và đặc biệt nó coi là thần dược đối với bệnh nhân mắc bệnh trĩ. Đó. Từ xa xưa thì dấp cá được sử dụng rộng rãi như một loại rau gia vị giúp kích thích tiêu hóa, tăng thêm mùi vị món ăn ngon và cảm giác ngon miệng nhé. Đó, công dụng mà rõ rệt nhất của rau diếp cá hiện nay thì chính là để cho những người bị bệnh trĩ. Và một số bên dược họ đã chiết xuất những cái tinh chất từ rau diếp cá để làm ra thành thuốc rồi để bán ra ngoài thị trường đó. Đây là rau diếp cá này. Rau diếp cá, rau dấp hay còn gọi là rau dấp cá. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người.